Vâng ạ, thưa quý vị, các bạn, nhà báo Huy Thắng đang có mặt ở quảng trường Alexander Platz, và rằng phía sau tôi, bên quanh tôi, bên phải, bên trái tôi và kể cả trước mặt tôi, các bạn đã nhìn thấy một cái dòng người biểu tình khổng lồ, có thể nói là hàng chục ngàn người biểu tình đã xuống quảng trường Alexander Platz để biểu thị cái tình đoàn kết với lại nhân dân của Mỹ, những cái người biểu tình ôn hòa để phản đối cái việc mà phân biệt chủng tộc ở Mỹ. Vâng ạ, bây giờ chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn, chúng ta có thể liếc qua những hình ảnh như thế này. Vâng ạ, các bạn đã thấy là cái hình ảnh mà đoàn người biểu tình của thanh niên và sinh viên ở trên đất nước. Và mọi người, thanh niên, sinh viên trên toàn thế giới ở có mặt ở nước Đức hiện nay đã thể hiện cái tình đoàn kết và cái tinh thần là đấu tranh phân biệt chủng tộc, mà hiện nay mọi người đã có mặt ở nơi đây để biểu tình, biểu thị. Và bây giờ chúng tôi xin gặp biên tập viên anh Nguyễn Ngọc Hòa. Anh có thể cho biết là vì sao có cuộc biểu tình này ạ? Vâng, nguyên nhân đầu tiên là do cảnh sát da trắng người Mỹ đã bắt giữ một anh chàng người da đen và đã dùng phương pháp và dùng chân để tìm xuống anh ta, khiến cho anh ta mất khả năng thở và đã khiến gây ra cái chết của người da đen này, và dẫn đến là có một cái cuộc biểu tình hàng chục triệu người Mỹ đã đi khắp nước trên khắp như trên thế giới Mỹ, vâng ạ, lãnh thổ nước Mỹ, và bây giờ là đã gây ra cái làn sóng ở biểu tình ở cả ở Đức và ở châu Âu. Cái cuộc biểu tình ấy đã lan truyền đến khắp trên thế giới, và hiện nay ở Berlin chúng tôi đang ghi nhận là cái cuộc biểu tình này đang được tổ chức tại thủ đô Berlin với một cuộc biểu tình hết sức ôn hòa. Vâng ạ, các bạn có thể nhìn thấy cái đoàn người biểu tình một cách khổng lồ. Tất cả những là thanh niên, sinh viên ở Berlin đã có mặt ở đây. Mà không chỉ có ở Berlin mà khắp trên các nơi ở nước Đức có mặt ở đây. Mặc dù trong nước Đức ở trong điều kiện hiện nay vẫn là đang trong thời kỳ mà phong tỏa. Vâng ạ, đang trong thời kỳ mà giãn cách xã hội, thực hiện giãn cách xã hội trong đại dịch virus corona. Nhưng mà mọi người có thể vẫn xuống đây, và chúng tôi cũng vì thế mà có mặt ở đây đây. Như các bạn đã nhìn thấy, tất cả mọi người tham gia biểu tình hầu hết họ mặc quần áo màu đen của một lối để biểu hiện là thương tiếc cho cái chết của người Mỹ gốc Phi. Và màu đen màu tối cũng có hàm ý là nói đến cuộc sống của người da đen, những người da màu chưa được bình đẳng, vẫn còn khó khăn và trong nhà tối. Khẩu hiệu của những người biểu tình ở khắp nước Mỹ và hiện ở đây là đời sống người da đen cũng là có ý nghĩa, Black Lives Matter, và có nghĩa rằng là bất cứ ai dù là da màu da nào, sắc dân tộc nào đều có quyền sống và được bảo vệ của nhà nước cũng như là của xã hội. Vâng ạ, chúng tôi đang đi ở đây và các bạn đã nhìn thấy những cái khẩu hiệu được làm rất là đơn giản, chỉ là trên cái miếng biểu tình trên cát tông mà thôi, nhưng cứ thể hiện đấy là cái tình đoàn kết với lại nhân dân trên toàn thế giới để chống phân biệt chủng tộc. Dù là màu da nào, màu da đen, màu da vàng hay là màu da đỏ, thì tất cả đều là các loại màu da, đều là con người có cuộc sống như nhau, có bình quyền, bình đẳng như nhau. Vâng ạ, các bạn đã thấy chỉ là người ta chỉ có vỗ tay để biểu hiện cái tình cảm và cái tinh thần đoàn kết với nhân dân thế giới này để chống phân biệt chủng tộc. Và các bạn đã nhìn thấy là cái dòng người đổ xuống biểu tình ở đây đây. Trong cuộc biểu tình có những khẩu hiệu và những cái tiếng hô vang lớn với những cái nội dung là tôi không thể thở hoặc là chúng tôi không thể thở, và thậm chí có cả những cái câu và khẩu hiệu nói rằng quái Donald Trump. Vâng ạ, các bạn đã nhìn thấy một thanh niên đứng ở trên một cái bục bốt điện rất là cao để thể hiện cái quyết tâm của mình, cũng đấy là cái đại diện cho cái thế hệ trẻ của trên khắp thế giới để đấu tranh rằng là bất kỳ một người nước nào dù là ai thì cũng đặt đến có quyền con người, và mọi người đã xuống đây biểu tình ở đây đây.
Đây là một cuộc biểu tình ôn hòa. Theo cảnh sát của Berlin thông báo là có trên 15.000 người đã tập trung ở quảng trường Alexanderplatz. Hầu hết họ mặc áo đen để thể hiện ủng hộ và đấu tranh cho cái chết của Hitler ở tại nước Mỹ. Vâng, các bạn có thể thấy đây là một cái cuộc biểu tình hết sức là ôn hòa, hoàn toàn không có một cái sự bạo động hoặc một cái sự gây rối nào cả. Và cái trên xuống đường chúng tôi nhìn thấy có cả những cái người bạn da trắng, da đen và da màu đã có mặt ở nơi đây. Có quay nhé, có quay đi, có quay cả bác, ta dùng cả hai máy. Vâng, ngã tận mở cái khu vực ghế ngồi ở cái quán cà phê Einstein ở Berlin, một trong cái nơi vâng ạ, mọi người có thể đi uống cà phê, nhưng hôm nay sẽ biến thành một cái sân biểu tình và mọi người đều có thể đứng ở nơi đây với cái độ cao nhất để ghi lại những cái hình ảnh biểu tình này. Vâng ạ, tới bây giờ tất cả mọi người đã gục, tất cả ngồi xuống. Và các bạn biết rằng ở nơi đây là tập trung có thể nói là hàng chục ngàn người, thanh niên sinh viên trên toàn nước Đức đã đổ về nơi đây. Vâng, các bạn có thể nhìn thấy là những người biểu tình hết sức ôn hòa. Và bây giờ tất cả mọi người, vâng, không ai bảo ai, nhưng tất cả mọi người đều ngồi xuống để có một cái không gian hết sức tuyệt vời nhất để cho cái cuộc biểu tình như này. Vâng, anh ạ. Thưa quý vị, các bạn, nhà báo Huy Thắng đã có mặt tại trong trước cuộc biểu tình. Và đây là cuộc biểu tình để phản đối là phân biệt chủng tộc tại thủ đô Berlin. Biểu tình để đòi công lý cho người da đen và đã gây ra làn sóng khắp nơi trên khắp châu Âu, và người trẻ ở Berlin bây giờ hiện là đang ủng hộ cho cái phong trào này để đòi lại công bằng cho người Mỹ da đen. Và các bạn đã biết là hôm nay ở thủ đô Berlin với cái ánh nắng hết sức tuyệt vời, và cái đấy cũng là ủng hộ cho tất cả thanh niên và sinh viên ở Berlin đã xuống đường biểu tình để phản đối phân biệt chủng tộc. Vâng ạ, thưa quý vị, các bạn, hiện nay chúng tôi đang có mặt ở cái cuộc biểu tình giữa quảng trường Alexanderplatz ở Berlin. Đây là cuộc biểu tình vô cùng lớn, hàng chục ngàn người mà chúng tôi không thể nào mà có thể quay hết được ở trong khu vực này như các bạn. Theo cảnh sát Berlin cho biết là lúc đầu chỉ có 1.500 người đăng ký tham gia, và sau đó là lên 8.500 người, rồi tăng lên là 9.500 người, và cảnh sát dự kiến là có khoảng 10.000 người tham gia, nhưng cuối cùng là trên 15.000 người đã tham gia ở. Có thể nói là với cái dòng người như thế này thì không thể nào có ai có thể ngăn cách được là cái sự đấu tranh, sự đoàn kết của nhân dân thế giới vì chống phân biệt chủng tộc. Tôi xin cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi phóng sự mà nhà báo Huy Thắng ghi trực tiếp tại cuộc biểu tình ở quảng trường Alexanderplatz, thủ đô Berlin, ngày 6 tháng 6 năm 2020.